Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel review nước hoa của mình. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục review một chai nước hoa của nhà Armani. Đó là chai Armani Cold Absolute. Thì cái này là phiên bản 2019. Thì mình cho các bạn coi, mình có sample của cả ba phiên bản luôn. Đó là 206, 216 và 2019. 206 là Armani Cold không thôi, là phiên bản chính, phiên bản đầu tiên của nó. Rồi tới Armani Cold Profumo là năm 2016 và mới đây là Armani Cold Absolute 2019. Thì chai này á, giá tiền của nó là $110, là 110ml, có tức là $1 là bằng 1ml của nó. Nhóm nước hoa của nó là hương phương đông cây nồng Oriental Spicy. Hương đầu của nó gồm có mùi quýt nè, mùi táo. Hương giữa của nó gồm có hoa cam neroli, nhục đậu khấu, hạt cà rốt. Hương cuối của nó là gồm có mùi da mềm, đậu tonka, vani và hương gỗ. Thì cái chai này mình xịt mình ngửi được cái gì? Thì khi mà các bạn xịt á, các bạn sẽ cảm nhận được nó có mùi táo. Y chang trong cái chai của Versace á, là Versace Eros, chai màu xanh nước biển á. Rồi khi mà nó dịu xuống á, thì khoảng chừng 15-20 phút sau á, các bạn sẽ ngửi được cái mùi gỗ. Mà cái tông gỗ này các bạn, cái hương liệu này á, họ hiện tại bây giờ các nhà nước hoa designer họ dùng rất là nhiều. Mà khi mà các bạn vô mấy cái department store á, thì các bạn sẽ để ý. Thì mình cho các bạn một chai mà nó có cái mùi hương gỗ tương tự giống như cái chai này, đó là cái chai của nhà cũng là Armani luôn. Đúng rồi, của Armani luôn, nhưng mà cái đó là Armani Absolute, Acqua di Gio Absolute đó. Thì tại vì nó cùng một nhà cho nên nó dùng hương liệu chung luôn, thì đúng không? Đúng không? Thì Armani Cold Absolute, rồi cái kia là Acqua di Gio Absolute đó, thì nó có cái tông gỗ đó. Mỹ á, họ gọi cái đó là generic, có nghĩa là nó đại trà, nó phổ biến quá, hiểu không? Đó thì cái mùi hương nó vòng vòng trong đây. Mấy chai designer mình ngửi rất là nhiều chai mà mình thấy có cái nét tông gỗ nó dùng chung nhau, cho nên không có gì đặc biệt hết đó. Độ lưu hương của nó thì cũng rất là tốt, khoảng chừng mình đi làm 7 giờ sáng, chiều 5 giờ về thì cũng 10 tiếng nó cũng còn lưu hương. Còn độ tỏa hương của nó thì khi mà mới xịt đó các bạn, thì nó cũng tỏa hương xa được khoảng nửa cánh tay. Cái này nó không phải tỏa hương coi như đầy phòng, nhưng mà cũng được một nửa cánh tay, nhưng mà chỉ trong vòng 2-3 tiếng thôi. Thì sau tiếng thứ tư nó gần lại thành skin scent. Thì khi mà mình để mũi mình khoảng chừng 5cm, 6cm á, thì mình ngửi được. Còn mà đứng cách khoảng nửa cánh tay thì mình thấy nó cũng có mùi, nhưng mà nhẹ nhẹ các bạn. Cái này nó dạng tỏa hương gần chứ không phải tỏa hương xa. Thời điểm khuyên dùng á, thì chai này mình nghĩ các bạn có thể dùng 4 mùa được, xuân hạ thu đông được. Nhưng mà cái mùi hương của nó đó, thì mình thấy nó thích hợp với khí hậu mát hơn là khí hậu mà nóng và khí hậu cực lạnh đó. Thì tại vì cái mùi nó hơi chậm chút xíu các bạn, nó dịu tại vì nó có mùi gỗ với là đậu tonka. Thì cái này mình thấy đậu tonka nó ít, nó vừa thôi đó. Thì lát nữa mình sẽ so sánh giữa ba chai này cho các bạn. Dùng một dịp gì thì chai này các bạn dùng đi làm với đi chơi được, nhưng mà đi hẹn hò thì mình nghĩ chắc cũng được đó. Cá nhân của mình thì mình không có dùng chai này đi hẹn hò, nhưng mà mình nghĩ mấy bạn nam có thể dùng chai này đi hẹn hò được. Xịt bao nhiêu lần á, thì mình nghĩ các bạn xịt khoảng 3-5 shot. Còn độ tuổi khuyên dùng á, là từ 21 tuổi trở lên. Tại vì cái này nó dạng là thanh niên chứ không phải là giống như là, nói chung là trên 20 tuổi phù hợp hơn là khoảng 16-17 tuổi. Rồi tính cách á, thì này nó chỉ là mùi hương nam tính thôi các bạn. Nó đơn giản thôi, nó là một người đàn ông bình thường, nam tính vậy thôi. Chấm điểm nó thì giá tiền nó mình chấm nó 5/5 điểm. Độ hấp dẫn nó thì mình chấm 3/5 điểm. Độ lưu hương thì 5/5, độ tỏa hương thì 3/5 và độ linh hoạt của nó thì 5/5. Thì tổng số điểm của chai này là 4.2/5 điểm. Thì kết luận á, là cái chai này có đáng tiền mua hay không á, thì để mình review, để mình so sánh giữa ba chai này để mình biết cho các bạn biết là chai này có đáng tiền mua hay không. Thì giữa ba chai này á, nếu mà các bạn hỏi mình thật lòng là giữa ba chai này thì mình thích cái nào hơn á, thì mình xin nói thẳng á, là mình thích cái phiên bản gốc hơn, cái mà Armani Cold á, 206 á. Tại sao mình nói mình thích cái đó hơn á, là tại vì tại sao mình lại thích cái Armani Cold phiên bản 206 hơn, tại vì mùi hương của nó các bạn, nó sạch sẽ hơn, nó giống như nó, mình cảm thấy nó sang hơn các bạn. Nó sang giữa ba chai này, mình thấy cái chai này nè nó sang hơn, cái Armani Cold nó sang hơn, rồi nó trẻ trung hơn và nó tươi tắn hơn. Còn cái chai Absolute với cái Profumo thì nó tối hơn, nó sẫm hơn.
đó. Nhưng mà rồi xong thì đó thì mình nói là mình thích giữa ba chai này thì mình thích cái Armani Cold 206 nhất, rồi mới tới là Armani Cold Absolut và cuối cùng là Armani Cold Profumo đó. Thì tại sao mình lại không thích Profumo bằng Absolut là tại vì các bạn biết không, cái Profumo nó cái mùi da của nó các bạn, nó da nó khét mà ngửi nó giống như cao su mà bị đốt bị cháy vậy các bạn, nó khét đó. Còn cái này á, nó mùi da của nó mà da mềm các bạn hiểu không, da mềm nhưng mà nó có cái tông gỗ của nó mạnh hơn là cái mùi da, cho nên á khi mà các bạn xịt khoảng lâu á thì khi mà các bạn ngửi thì các bạn sẽ thấy cái vị gỗ của nó trầm, nó giống như là có một số bạn rất là thích cái mùi gỗ này, có một số bạn rất là thích cái chai mà Acqua di Gio Absolu. Thì nếu mà những bạn nào mà thích cái chai Absolu á thì mình nghĩ Acqua di Gio Absolu thì mình nghĩ các bạn cũng sẽ thích Armani Cold Absolu. Còn riêng cái Profumo á, thì mình thấy nó khét quá cho nên mình không có thích nó. Thì đó mình xếp thứ tự á, từ 1 tới 3 là thích chai này nhất, rồi tới chai này, rồi tới chai này. Đó. Thì đó là những gì mình cảm nhận về cái Armani Cold Absolu ngày 29. Thì kết luận á là chai này có đáng tiền mua hay không á thì cá nhân mình á là mình không mua chai này. Đó, tại vì sao, là tại vì mình không có biết dùng cái chai này trong trường hợp nào hết á. thì mình cảm thấy nếu mà những bạn nào mà thích nước hoa designer thì có thể các bạn sẽ thích chai này. Nhưng mà cá nhân của mình á, mình xài niche quen rồi. Cho nên bây giờ khi mình xài cái Armani Cold Absolute này á, mình không có biết dùng vào dịp gì hết. Tại vì khi mà mình xài nguyên ngày hôm nay á, mình ngửi nó không có cảm xúc các bạn. Nó giống như là mình, giống như các bạn mượn cái áo của người nào các bạn mặc vậy đó, nó không có phù hợp với cái cơ thể các bạn. Nó không có đúng size. Các bạn hiểu không? Đó, ví dụ mình size của mình là size M đi, medium. Giờ tự nhiên mình mượn cái áo của ai là size small, S hoặc là XL là extra large. Đó, size lớn thì nó lại thùng thình, size nhỏ thì nó lại bó. Các bạn hiểu không? Đó, cho nên mình nói là nước hoa, các bạn chỉ nên kiếm những chai nước hoa nào mà các bạn ngửi, các bạn thấy thích thì các bạn mua thôi. Chứ đừng có nghe người ta khen chai nào thì các bạn mua chai đó. Như ví dụ như Aventus đi, mình rất là mê. Nhưng mà bây giờ ví dụ như các bạn hỏi mình là Aventus có đáng tiền mua hay không á, thì mình đương nhiên mình nói là có đáng tiền mua rồi. Nhưng mà các bạn có thích hay không thì các bạn mới là người quyết định, đúng không? Thì mình chỉ góp ý thôi. Như là Baccarat Rouge 540 á, các bạn thấy không, mình lúc nào mình nói gì nó mình cũng khen hết. Tại sao, là tại vì nó thật sự là như vậy các bạn. Mình đi làm á, mình xịt 540 á, đi vô trong đó ai cũng khen á. Tại vì nó dễ ngửi mà nó ngọt mà nó lạ mà nó nói chung nó có cái gì rất là hấp dẫn mà lôi cuốn người ta. Khi mà người ta ngửi xong á là tự nhiên cái người ta hứng thú, người ta hỏi mình liền. Còn giống như mà ví dụ mình xài mấy chai này đi, designer đi, Armani Co hay là Acqua di Gio, thì mình xịt thì họ thấy sạch sẽ, họ thấy thằng này nó gọn gàng, này nó xịt vào nước hoa, nói chung là cũng lịch sự. Nhưng mà cái mà hấp dẫn á, cái mà để cho người ta mà lôi cuốn, để người ta mê mẩn á, thì nó không có. Đó, các bạn muốn cái điều đó các bạn sẽ không kiếm được ở những cái chai này. Mình nói thiệt, cái này là mình không có, giống như mình không có phải là mình xài niche mà mình chê mấy cái design nào, mình không có chê, mình không giống như mình chỉ nói thiệt thôi, hiểu không? Ý là mình xài sao, mình cảm nhận sao, rồi mình đi làm có được người ta khen không thì mình chia sẻ thật lòng với các bạn thôi. Đó, thì các bạn muốn mình review để cho các bạn biết cái mùi hương nó như thế nào thì mình review xong mình cho các bạn ý kiến thật lòng của mình thôi. Còn các bạn có tán thành hay đồng ý hay không thì cái đó là do các bạn quyết định thôi. Tại vì mình biết có rất là nhiều bạn thích designer hơn là niche, thì cái đó không phải là giống như là cái đó là điều bình thường thôi các bạn, đúng không? Thì mỗi người có mỗi sở thích riêng thôi. Nhiều khi đó là những gì các bạn yêu thích thôi, đúng không? Ví dụ như đi xe đi, hay không bây giờ nói đơn cử giống như là điện thoại đi, thì ai cũng mê iPhone hết á, ai cũng ra iPhone mới, iPhone X, iPhone XS Max gì tùm lum hết á. Mình không phải là tín đồ iPhone, mình không có nghiện iPhone, mình chỉ có một cái điện thoại cũ bắp mình xài hoài thôi, chừng nào nó hư mình mới mua cái mới thôi, chứ mình không có bao giờ mà iPhone, mình không có nghiện iPhone thực sự là như vậy luôn á. Đó, tại vì
Giống như mỗi người có mỗi sở thích thôi các bạn thấy không? Mình coi như mình đi làm có nhiều tiền mình đổ dồn vô nước hoa không à. Tại vì mình cái đó là đam mê. Các bạn hiểu không? Nó giống như tự nhiên cái đi làm đi, tự nhiên các bạn xịt nước hoa. Rồi xong cái tự nhiên thấy tâm trạng nó thoải mái hơn. Còn iPhone thì giống như những người nào yêu mến yêu thích iPhone đó, thì họ sẽ mê nó. Đó, nói chung là như ý là các bạn hiểu mình nói gì không? Đó là mỗi người có một sở thích thôi. Thì cho nên á, mình muốn á, cái channel của mình nó đa dạng. Thì coi như là mình hôm bữa mình sáng với lộn hồi sáng mình có nói là sau này á, cái channel của mình nó sẽ có ít nhất là 5 video trong một tuần. Có nghĩa là một chai nước hoa designer dành cho nam, một chai nước hoa designer dành cho nữ, và hai chai nước hoa niche dành cho nam và nữ. Và cái video thứ năm á là thuộc về giống như là tán gẫu nè, chia sẻ kinh nghiệm, hay là nhiều khi mình kể chuyện cho các bạn nghe. Ví dụ như trong trong một tuần đó đi, thì mình xài nước hoa gì, được bao nhiêu người khen, rồi xong cái mình khám phá được cái mùi hương gì mới, thì cái sẵn mình giới thiệu cho các bạn luôn. Đó là mục đích sau này mình sẽ làm một tuần khoảng 5 video thôi, chứ mà nếu mà mỗi ngày ra một video thì mình không có thời gian, thì các bạn cho mình nghỉ 2 ngày không cho một tuần. Đó thì không thì cũng giống như là các bạn đi làm giờ hành chính thôi, một tuần các bạn làm 5 ngày, các bạn nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật đúng không, thì mình cũng vậy thôi, mình quay video một tuần 5 ngày mình nghỉ 2 ngày, nhưng mà mình không có nghỉ ngày 2 ngày cố định. Thì mình thấy bữa nào mà mình mệt thì mình không có làm, bữa nào mình rảnh thì mình làm vậy thôi. Đó nhưng mà ý là cái kế hoạch thì nó như vậy, cái trên cơ bản là như vậy. Còn có gì thay đổi hay không thì mình nghĩ các bạn cũng không có để tâm cho lắm, miễn là có video cho các bạn coi là được rồi đúng không. Thì nói chung á là thật ra mình thấy cái chai Americo Absolute này nó không có dở, chỉ là so với cái Americo phiên bản 206 á thì mình thích phiên bản 206 hơn là 219 và 216. Cái đó mình nói thật lòng. Thì nếu mà các bạn muốn mua á thì mình khuyên á là các bạn nên thử thử cả ba chai. Thử phiên bản Americo, nó có một phiên bản kia mình không biết là đời năm nào, nhưng mà nó tên là Colonia. Cái chai nó màu xanh dương, xanh nước biển các bạn, giống như màu xanh dương đó. Thì mình thấy cái chai đó nó cũng dễ 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 xài á, thì các bạn có thể thử chai đó và chai Americo này, rồi Absolute với Profumo, coi các bạn phù hợp với chai gì. Cá nhân của mình á thì mình thích cái Americo 206 hơn thôi. Đó thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào video của ngày hôm sau. Chào tạm biệt.